Chào các bạn Ông ta chuyển sang phần in ấn trong Sumo trong Thì để in các bạn vào cái menu là file Mình chọn là plot Chú ý các bạn không chọn chức năng là print Tại chức năng print này á Nó có một số chức năng thôi Nó không đầy đủ chức năng để mình bản vẽ 2D Cho nên nếu in mà đầy đủ chức năng á Các bạn phải vô chức năng là plot Đầu tiên mình sẽ chọn từ trên dưới nha Đầu tiên mình chọn cái máy in của mình Thì cái máy in của mình sẽ có hai dạng Vì các bạn có những cái máy in vật lý á thì in ra ngoài dù cái máy in này là những máy in là in ra giấy hoặc là các bạn có thể chọn những cái máy in ảo như là cái máy pdf hoặc như mặc định trong sim nó có sẵn khi bạn cài sim ở trong á nó sẽ có cái phần gọi là sim pdf cũng chức năng xuất bản giải pdf cho mình thì tùy vào cái cái mục đích sử dụng tùy vào cái điều kiện bạn thấy sử dụng một trong ba là bên này ví dụ chọn in pdf là adobe đi thì nó có một số tính năng khác có thể mở rộng ra đây các bạn có tự chọn thêm thì property đây các bạn hãy chọn được là cái uh, khổ giấy cái khổ giấy rồi cái uh, số lượng uh, bản vẽ trên một tờ giấy của mình rồi cái hướng giấy thì các bạn lưu ý là ứng với một cái máy in á có thể nó sẽ khác nhau cái giao diện nó sẽ khác nhau tùy vào máy in nhưng mà nói chung những tính năng cơ bản như thế nó đều có cả thì các bạn phải tùy theo cái máy in mình mà mình xét cho đúng điều kiện của mình rồi à, đây chính là, là số lượng bản copy của mình ví dụ muốn in một bản thì hai bản thì mình chọn ở đây sau đó là cái vùng là cái vùng in của mình là không gian in của mình là không gian nào ví dụ mình muốn chọn thường thường mình chọn nhất là chức năng là, là box và mình chọn cái hộp cái 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 vùng in của mình mình chọn như thế này Rồi, đây là cái hướng nhìn bình thường thôi. Còn đây là cái cái tỷ lệ in của mình vô fit to bay là sẽ cho gom cho vẽ gì đủ tờ giấy của mình hoặc là scale hoặc là gì đó. Mình chọn vô là mm. Mặc định của mình á do mình để bản vẽ và đặt bản anh si về là in. Nhưng nếu các bạn muốn canh lề một số cái mà cho dễ dàng hơn á hoặc cái độ đậm của đường nét á dễ nhìn á thì bạn chỉnh là mm cũng được. Rồi, quan trọng nhất của nó đó khi in đó là các bạn phải tìm hiểu được những cái những thông số này. Ví dụ đầu tiên vô á là cái chức năng là black and white thì mình review thử một cái nha black and white có nghĩa là sao có nghĩa là những cái đường nét mà trên bạn vẽ không biết Nhưng khi in ra luôn luôn là gì là màu đen màu trắng thôi nó chỉ màu đen thôi in như bạn thế này đấy các bạn vẽ thử chọn giấy A1 trên thôi chỉnh PDF A1 luôn nha mình chỉnh là cái lấy giấy A1 của PDF luôn à, a1 đi Rồi. Rồi, trong trường hợp mình có cái máy in màu và mình in bảo toàn được cái độ đậm cũng như là cái dạng đường của mình Chứ cái máy in màu bằng chọn chức năng là original color pen có nghĩa là bạn xét như thế nào á là đúng như vậy các bạn thấy đây bạn xét cái độ đậm của nó rồi cái màu sắc của nó thì nó đúng y trong cái attribute của bạn ở đây rồi có một tình huống nữa ví dụ như bây giờ là cái máy in của bạn bỗng nhiên là nó in màu được nhưng mà nó là hết mực màu xanh chẳng hạn đi ví dụ như đây có màu xanh lên, nhưng mà giờ mới in hết mà hết mực màu xanh rồi thì mình có thể chuyển sang chế độ là những cái nơi nào trên bản vẽ có màu xanh á, sẽ được tự động chuyển thành màu đen thì các bạn chọn cái chức năng đó là color map và định nghĩa cho nó biết ví dụ như là bây giờ đỏ thì vẫn là đỏ nhưng mà bây giờ xanh á, chuyển sang đen ok và sẽ thấy đây các bạn thấy nha chỗ nào màu đỏ thì vẫn là màu đỏ nè nhưng mà chỗ nào màu đen á màu xanh á thì nó chuyển thành màu đen rồi. Đây. Rồi. Thêm một cái nữa. Thêm một cái nữa là cái độ dài của các cái đường, ví dụ như đường chấm gạch hoặc là đường khuất. Thì ví dụ như cũng có đường khuất nhưng mà cái bằng bài in mang vẽ trên giấy lớn á, như khổ giấy A1 hoặc A0 á thì thấy là cái độ dài của đường Phải khoảng cách giữa hai đường nó lớn hơn. Còn in cũng có đường khuất nhưng in trên bằng vẽ giấy A3 hoặc A4 á thì nó 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 nhặt lại, nó nó gần lại nhau hơn. Thì khi đó các bạn phải chỉnh bằng cách là các bạn vô đây các bạn dùng chức năng là live font definition thế này à, đây là in để dễ nhìn bằng cỡ số mm đi nha bằng để với độ mm nè thì các bạn vô đây ví dụ như các bạn để như vậy mặc định nó là cái khoảng cách đó là cái độ dài của anh này á là 4 và chữ sửa là như là ba thôi rồi cái khoảng cách giữa hai đường á ở đây là hai chỉnh là là một cũng được đó, dù là một đó bằng chỉnh đây là à 3 đây là 1. Các bạn ok. Thì khi đó các bạn review thử nè. Bạn nó gần lại với nhau đây, bạn phải zoom to mới thấy rõ được cái khoảng cách của tại vì nó rất là gần với nhau đây Đây, nó gần 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 lại với này. Ngoài ra mấy anh này nó còn một chức năng nữa là à, định nghĩa cái độ rộng á, cái độ đậm của đường á theo màu. Là bạn chỉnh ở đây ví dụ như bạn muốn là màu đỏ in ra là một pixel màu vàng in ra hai pixel màu xanh là một thì đó các bạn chỉnh cái map lại đây và tất cả thông số các bạn chỉnh đây các bạn nên lưu lại khi bạn lưu lại thì sẽ nhớ trong cái thư mục mặc định của sim trong một cái thư mục này bạn lưu lại cái tên gì đó thì lần sau bạn mở ra bạn không cần chỉnh từ đầu nữa mà chỉ cần việc là lót nó lên thôi là bạn xài được rồi bây giờ tôi in thử một cái nha bây giờ mình in thử một cái là original pen và mình review thử nè in pdf thôi đây sau đó thì mình chúc rằng là ok thì đánh in cho mình rồi bạn thấy đây đây là bằng giấy trên trên cái anh uh, autocad à, uh, trên adobe bạn zoom to lên này thế này đủ màu sắc luôn ha còn thấy độ độ đậm nó đậm hơn nè bạn zoom to sẽ nó đậm hơn nè đấy nó sẽ đậm hơn những cái đường này rồi, đó là những cái thông số, những những cái chức uh, năng in cơ bản nhất trong 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 Thì các bạn thấy rằng um, trong thì nó có tính năng vẽ của nó đó là nó cũng ghi cho mình đầy đủ được tất cả các kích thước, dung sai yêu cầu và nó cũng cho phép mình là in. tư nói là tốt. Thì nếu các bạn cứ sử dụng một thời gian lâu á, sẽ rằng thật sự cái việc in nó trong hoàn toàn là khả thi chứ không phải là quá khó hoặc là không thể in được như một số bạn trước đây vẫn nghĩ. Rồi, cảm ơn các bạn.